Ui dồi ôi, trời hôm nay nắng thế, lại còn nóng nữa. Ui này á, may là mình có tiền mua cái cây kem để ăn. Đứa nào ném chai làm rơi viên kem của tao? Chai nhựa. Biết đâu ý, rơi mất cây kem nhưng mà trúng thưởng xe ô tô thì sao? Bóc thử xem nào. Ok. Mình là mình hay thấy mấy cái loại nước giải khát này là hay bóc kem trúng thưởng nè. Ôi trời ơi, chẳng có cái gì cả. Này, chai nhựa này cũng đẹp này. Hay là mình đi nhặt ve chai, biết đâu lại kiếm được mấy cái okay. Bóc tem trúng thưởng nhỉ. Hai chai. Yêu, nhưng mà chai này không có cái nhãn mát gì cả. Không, cứ vứt vào đây. Cháo cái chai nào thế nhỉ? Nóng thật đấy. Nên là chị Hằng mới bơi xuống dưới suối để vớt lên chứ gì. Thế hai cậu có chơi không? Không chơi để tính nhận phần thưởng cho. Chơi chứ sao không chơi. Ừ, cậu thôi đi, bà con bắt đầu chơi đi nào. Đúng rồi. Chơi luôn đi Trang ơi. Chơi luôn đi Trang, chơi luôn đi. Nguyên liệu làm đài phun nước của mình là có một chai nước bé, một chai nước lớn. Ok. Và ống mút, súng bắn keo nến, dao dọc giấy và kéo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn. Giờ mình sẽ cắt cái chai này ra. Đấy, đục một lỗ trên một lỗ dưới. Giờ mình sẽ đo ống nước nhá các bạn. Được, một cái dài tầm này, một cái mình lắp ở trên này để cho nó hút nước nhá các bạn. Động cơ tự động luôn. Được rồi đấy. Giờ chờ keo nến nó nóng rồi mình bắn vào luôn nha các bạn. Okay. Giờ mình sẽ cắt xốp để làm cái giã đỡ cho vỏ phun nước của mình nha. Wow. Ok. Mình đã xong hai cái giá đỡ của chai rồi, rồi mình sẽ dính vào nha. Wow. Đây, đứng được rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm đài phun nước nha các bạn. Ok. Đây, nguyên liệu của mình gồm có 3 chai nước. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Trước tiên thì mình sẽ dính hai cái chai này vào với nhau đã. Tiếp theo mình sẽ cắt một cái nửa chai này để mình đựng nước. Yeah. Rồi giờ mình đã dính xong ba cái nắp chai này vào với nhau và mình giờ bắt đầu mình sẽ đục lỗ.
sẽ cắt một cái lỗ này ra để cho ống vào, xong tí mình sẽ dùng keo. Đây mình sẽ dính những cái lỗ mà mình cắt cái đường ống này ra. Nó chặt vào thì nó mới có hút, lực hút như các bạn. Cái bể cá này của mình nó không đứng được các bạn ạ. Thế mình phải làm cho nó cái chân trống rồi. Mình đã cắt một cái ống hút ra này. Đó. Rồi mình sẽ dính nó vào. Ok. Cho nó giữ cái chân nha. Đó. Để cho nó khô, khô hẳn á. Nhìn như cái guốc luôn này. Vâng. Đài phun nước đây á? Vâng. Phun nước đâu? Nước đây. Quan trọng là phun được nước hay không nha. Nhưng mà từ từ đã. Trước tiên để chị xem mà. Gọi là nhà sáng tạo khoa học Thùy Hấp. Xem là cái đài phun nước của Thùy Hấp nó sẽ như thế nào. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, còn nguyên màu này. Chứ thôi nhỉ. Mình nhìn đến này thì không biết là cái đài phun nước này nó có phun được nước hay không, nhưng mà trông thì giống cái bể cá rồi đấy. Nếu mà không phun được nước thì chắc là về mang về làm bể cá cũng được chị ạ. Ok luôn. Nhưng mà nó hơi đơn sơ, mình chỉ thấy nó dùng mỗi hai cái chai nước này này với lại hai cái ống hút thế là thành rồi. Rồi bên này, đây là của bình bong không? Vâng. Bên này có tiến bộ hơn, đó là dùng hai chai rưỡi nước làm hai cái chai này với lại một nửa cái chai bên cạnh này nữa. Đấy, còn Long, ôi giời, Long nó còn dùng hẳn một chai rưỡi cơ. Ít nhất cơ. Mà như này mà phun được nước hả Long? Vâng. Rồi, cái gì mà cái này như kiểu là cái hồ, bể cá, hồ cá này, cua ốc sò bám lung tung này. Cái này em trang trí theo kiểu là bể cá chẳng ạ. Nhưng mà thường ấy mình thấy là tháp nước nếu mà nó hoạt động được ấy, mình thả cá vào thì đỡ, mình đỡ cần phải cho thêm cái máy sục. Đấy. Nên là nếu mà của mấy đứa mà thành công ấy thì cho chị mang về thả cá. Đằng nào ấy cái bể cá của mình ấy nó cũng hỏng rồi, còn cá thôi sắp mẻo hết rồi các bạn ạ. Rồi bây giờ mấy đứa đổ nước vào đi để chị xem bên nào đẹp nhất nào. Ok. Vâng. Chị hàng gì này? Đâu? Đấy, nó chảy okay. ra này. Ừ, nha. Nó chảy ra nhưng mà chị không thấy nó lên đâu nha chị ạ. Cái này là đài phun nước một chiều. Chắc là do lỗi kỹ thuật gì rồi. Đây này. Bình thường á, khi nó lắp hai cái ống này thì một ống sẽ chảy ra, một ống sẽ hút lên để làm đầy cái chai này lên. Nhưng mà như này thì chỉ có chảy ra thôi, chảy đến hết là nó hết rồi đúng không? Thế là của em học rồi. Cái này không đi vào thực tiễn được. Rồi, đến cái của em. À, về cái này trang trí có vẻ màu mè phết đấy. Đổ nước vào chai thứ hai nhé các bạn. Cái chai ở trên đầu ấy. Ồ, vẫn phải đổ tiếp à? Vâng, em đổ vào cái này không bắt đầu nó mới chảy phun ra. Đấy. Cái vòi này hơi dài, em phải cắt ngắn bớt đi. Chị nhìn thấy nước ở dưới nó lên dần không? Đấy, mực nước nó đang lên dần đấy nha. Đấy, ốc còn đang bơi trong chao đi ạ. Ok này, được này. Okay. Rồi, đến chỗ Long nào. Vâng, đây. Ủa em là đổ cái này trước.
Đây, cái này của mình là nó hoạt động là đổ nước vào đây, xong rồi cái này nó hút lên, xong rồi nó lại chảy cái này ra, xong cái này lại hút lên, nó chảy ra, nó hút lên đấy. Ôi giời ơi, cái đài phun nước của Long cũng hoạt động y như nguyên lý của đài phun nước của Thùy luôn các bạn ạ. Chỉ có một chiều ra thôi mà không có chiều vào. Em nó hút lên phải như này. Đây là hút thuốc lào thôi. Rồi, vậy là cái cuộc thi làm đài phun nước đã kết thúc và chiến thắng thuộc về Bình Thường. Yeah. Phần thưởng của em đây. Chúc mừng bạn đã trúng một chai nước. Phần thưởng thế đã lớn dữ chưa các bạn? Ừ thế là còn gì nữa? Đây, nước của em đây. Mua một tặng một còn gì nữa? Đúng không các bạn? Như thế là lãi rồi nhờ. Ừ, lãi rồi. Nếu mà chê thì thôi cho Long với Thùy. Đúng rồi. Cho tớ. Không được. Cái phần thưởng lớn dữ rồi, nhưng mà nó vẫn là phần thưởng của tớ, nên là các cậu không có phần. Nói chung là qua cái video này ấy, chị muốn nhắc nhở mấy đứa với cả các bạn luôn là phải biết giữ gìn bảo vệ môi trường. Okay. Và những cái đồ dùng nào mình có thể tái chế được thì mình có thể đem về tái chế. Mấy đứa nhớ chưa? Vâng. Từ sáng giờ là chị ăn mấy cái chai vào đầu rồi đấy. Ném bừa bãi lung tung. Rồi chưa kể ném ra ngoài đường, người ta đi là người ta còn vã vấp ngã nữa. Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye, bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.